chào mừng quý vị và các bạn đến với khám phá lịch sử tôi là ngọc mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện lịch sử thú vị mà thú thực là khiến tôi khá tò mò đó là câu chuyện về một lá cờ tưởng chừng rất bình thường nhưng lại mang trong mình những ý nghĩa phức tạp và gây tranh cãi đó chính là lá cờ prinsenvlag của hà lan hay còn được gọi là cờ của hoàng tử thật khó tin khi một lá cờ lại có thể trở thành biểu tượng của cả lòng yêu nước lẫn sự phản động và phân biệt chủng tộc. Hôm nay chúng ta rất may mắn được trò chuyện với chuyên gia lịch sử ông Nguyễn Trần Minh để giải đáp những thắc mắc này. Xin chào ông Minh. Xin chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Rất vui được tham gia chương trình hôm nay. Thú thật là câu chuyện về lá cờ Prince and Black phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Nó giống như một cuốn tiểu thuyết lịch sử với đầy đủ những tình tiết bất ngờ, kịch tính và cả những góc khuất ít người biết đến. Ngọc Mai nói đúng, nó vừa là biểu tượng của lòng yêu nước, vừa gắn liền với sự phản động và phân biệt chủng tộc. Và điều thú vị là câu chuyện này lại bắt nguồn từ một vụ án mạng ở tận nước Mỹ xa xôi. Một vụ án mạng ư? Điều này thú vị quá. Ông Minh có thể chia sẻ thêm về vụ án này và mối liên hệ của nó với lá cờ Prince and Flag được không ạ? Vào năm 2015, một thanh niên da trắng tên Dylan Roof đã gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại một nhà thờ ở Charleston, Mỹ, khiến 9 người Mỹ gốc Phi thiệt mạng. Trên trang cá nhân của hắn ta, người ta tìm thấy hình ảnh Roof cầm cờ Liên minh miền Nam, một biểu tượng của chế độ nô lệ. Nhưng không chỉ vậy, hắn còn mặc áo khoác in hình lá cờ cũ của Rhodesia và Nam Phi thời kỳ phân biệt chủng tộc. Và lá cờ Nam Phi này chính là điểm mấu chốt liên kết đến câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì Thiết kế của nó được dựa trên một lá cờ cũ của Hà Lan, đó chính là Prince and Black. Thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ lá cờ của Nam Phi thời kỳ phân biệt chủng tộc sẽ có nguồn gốc từ Anh, vì Anh từng là nước đô hộ Nam Phi. Vậy lá cờ Prince and Black này có gì đặc biệt mà lại được chọn làm mẫu cho lá cờ Nam Phi thời kỳ đó vậy ạ? Lá cờ Prince and Black có ba sọc ngang màu cam, trắng và xanh. Ba màu này gắn liền với William xứ Orange Nassau người lãnh đạo cuộc chiến giành độc lập cho Hà Lan khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha. Màu cam chính là màu của dòng họ ông. Nhưng thú vị là Prinsendam không phải là quốc kỳ chính thức của Hà Lan hiện nay. Quốc kỳ Hà Lan hiện nay có ba màu đỏ, trắng và xanh. Vậy tại sao Nam Phi lại chọn một lá cờ không chính thức làm hình mẫu vậy? Và tại sao lá cờ này lại liên quan đến phân biệt chủng tộc? Tôi thực sự rất tò mò. Để tôi kể cho Ngọc Mai nghe. Nam Phi thời kỳ đó là nơi sinh sống của cả người Boer, hậu duệ của người Hà Lan di cư và người Anh. Lá cờ Nam Phi thời phân biệt chủng tộc được sử dụng từ năm 1928 đến 1994, được thiết kế để thể hiện nguồn gốc lịch sử của đất nước này. Nó không chỉ dựa trên Prince and Black, mà còn kết hợp cả cờ của Anh, Orange Free State và Transvaal thể hiện sự pha trộn phức tạp giữa các thế lực tại Nam Phi lúc bấy giờ. Về phần Prince and Black, màu cam trên lá cờ, như tôi đã nói, tượng trưng cho William xứ Orange, một biểu tượng của lòng yêu nước đối với người Boer. Tuy nhiên, trong quá trình lịch sử, lá cờ này dần trở thành biểu tượng của phe cực hữu ở Hà Lan, những người ủng hộ nhà Orange và tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Ra vậy, tức là ban đầu lá cờ này mang ý nghĩa tích cực, nhưng sau đó lại bị biến tướng thành biểu tượng tiêu cực. Chính xác. Và câu chuyện còn phức tạp hơn nữa. Trong những năm 30 của thế kỷ 20, phong trào quốc xã nổi lên ở Hà Lan và họ đã sử dụng Prince and Black làm biểu tượng. Khi Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan, lá cờ này càng mang nặng ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, việc sử dụng Prince and Black ở Hà Lan bị coi là hành động phản động. Thật đáng tiếc khi một biểu tượng lịch sử lại bị lợi dụng cho những mục đích xấu xa như vậy. Vậy hiện nay, người Hà Lan nhìn nhận lá cờ Prince and Black như thế nào ạ? Đây là một câu hỏi rất hay. Hiện nay, Prince and Black vẫn là một vấn đề gây tranh cãi ở Hà Lan. Một số chính trị gia cánh hữu cố gắng tẩy trắng cho lá cờ này, cho rằng nó chỉ là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên, với nhiều người khác, nó vẫn mang nặng bóng ma của quá khứ. Việc sử dụng nó giống như một sự khiêu khích chính trị, khơi dậy những căng thẳng về chủng tộc và tôn giáo. Quả là một câu chuyện phức tạp và đầy bất ngờ. Tôi thật sự không ngờ rằng một lá cờ lại có thể mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa lịch sử và chính trị như vậy. Cảm ơn ông Nguyễn Trần Minh đã chia sẻ những thông tin vô cùng quý giá này. Quý vị khán giả thân mến, qua câu chuyện về lá cờ Prince and Black, chúng ta thấy rằng lịch sử không chỉ là những sự kiện khô khan mà còn là những câu chuyện đầy màu sắc và ý nghĩa. Chúng ta cần tìm hiểu và suy ngẫm về lịch sử để hiểu hơn về hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo của khám phá lịch sử cảm ơn ngọc mai và quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại